Trời đất ơi, lâu lắm rồi chưa đọc comment của mấy bạn fan Gu Te. Thôi bây giờ đọc thôi, để coi coi. Ồ, có một bạn fan comment như đây. Chị ơi, chị vào cơ thể của chị rồi cắm trại bên trong đó đi. Nếu chị thực hiện thử thách này, em sẽ cho chị một like. Ồ, đột nhập vào cơ thể của mình sau đi cắm trại. Trời ơi, nghe ảo dữ ta. Nhưng không sao, bởi vì gọi là gì ta, để thực hiện tất cả các yêu cầu của bạn fan, tôi sẽ thực hiện hết cho luôn. Khi chị làm xong em nhớ like chị nha. Ok ok. À mà khoan, bây giờ mà gì ta cắm trại một mình là buồn lắm luôn á. Bây giờ mình phải rủ thêm người. À đúng rồi, mình sẽ rủ thêm Kairon. Ok ok. Cai ơi, bay bằng bông biết bay, búp bê biết bay bằng bông bông bóng. Ê da, trời ơi, giờ để chị á đi thay váy cho mấy đứa búp bê này nha. Ok, bây giờ kiếm váy ở đâu đây ạ? Chào chim nhá, chim làm gì chim? Chào chim. Ủa Cai, đó có phải là búp bê với bông của tôi không dạ? Ủa mới 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 này phải búp bê đâu? Ê da, gọi xong lỡ đập luôn rồi. Trời đất ơi, phát hiện cho mọi người ơi, chuyện động trời, Kairon chơi búp bê mọi người ơi, trời ơi. Ê, không có, không có. Cái em trời, chim nói du không, Kai chết Kai luôn á, trời không có. Rồi, 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 đây, 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 đây. Hôm nay á, xin phải đọc một comment của bạn fan vui lắm Kai, trời ơi. Đọc comment gì cơ? Đây, 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 vô đây, tiểu nó ra nhà gì vậy? Hôm nay gọi là bạn fan thử thách Sim gọi là chi ta, cắm trại trong cơ thể của Sim á, đấy. Ghê chưa, cắm trại trong cơ thể của Sim, trời làm sao có thể được mình nội, trời không lẽ giờ á Sim gọi là tự chui vô người của Sim mà cách nào? Nghe hư cậu, nhưng mà Sim làm được. Trời đất ơi, Sim làm được. Làm được bằng cách nào? Mà bây giờ Kai có dám gọi là gì ta, thực hiện thử thách cùng Sim không? Chơi đi chơi, sợ gì luôn. Trời ơi. Ok ok, bây giờ ông đứng gần tôi đi. Đó, đó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thuốc này và bây giờ tôi sẽ bảo teo nhỏ xong tôi sẽ ném vô, hai tụi mình sẽ bị teo nhỏ lại. Đấy ông tin không? Đấy. Ghê vậy, gì ghê vậy? Uống nước teo nhỏ luôn hả? Ghê. Ok ok. Lại nhìn tôi làm phép đây này. Umbala, umbala. Teo nhỏ. Yeah. Ok ok. Ok các bạn ơi, bây giờ tôi với Kairon đã trở thành người tí hơn rồi nè. Đó, các thấy ghê chưa? Ghê ghê. Tôi nè, trời ơi, hello. Ủa mình Sim ơi, sao kỳ vậy? Sao tự nhiên Sim teo nhỏ mà tự nhiên có thêm một Simmy nằm dưới đây nữa là sao? Trời ơi, bởi vì Kai với Sim chỉ là suy nghĩ thôi, còn đây mới là cơ thể của Sim, hiểu không? Ủa, ra là vậy. Ôi, nó đang cử động luôn kìa. Đó, trời đất ơi. Được rồi Kai, bây giờ lần trước là do là tôi đột nhập vào trong đầu, như lần này mình sẽ cắm trại trong cơ thể của tôi, tức là mình sẽ ngắm ở phần giữa kìa. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3, ông với tôi sẽ nhảy vô cái phần giữa, dưới là giữa thân nha. Ok, ok. Rồi, ok, đi thôi. 1, 2, 3. Thì ra đây là cơ thể của tôi mọi người ạ. À. Ủa mà sao? Thì ra là cơ thể của Sim á hả? Ê giờ mà khoan. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Cái cơ thể của Sim cái gì mà tự nhiên cái gì mà nó cứ tím gì vậy? Ủa Sim uống chưa uống xì tím tím hả Sim? Ờ đâu làm gì có. Ủa mà các bạn ơi, sao cái cơ thể của tôi nhìn nó kỳ lại? Chờ các bạn nhìn nè, tơ nhện này, rong rêu bám trên cơ thể tôi khắp nơi luôn. Ủa là sao vậy ta? À, cái này là do Sim á gọi là hay ăn đêm mà. Sim á gọi là còn ăn giặt mấy cái món tàu lao không đúng không? Trời ơi, bởi vậy giờ dạ dày của Sim gì toàn xịt tinh tím rồi toàn mấy cái này không nè. Trời ơi, bây giờ Kai nghĩ á là bây giờ tốt nhất là nên dọn dạ dày của Sim đi rồi sau đó lắp lại mấy cái xịt tinh tím này nè. Đó, lắp lại vậy nè. Trời ơi, cái xịt tinh tím này là nhớ lạ dữ. Trời, Kai đụng nó thử coi. Ủa đụng nó thử á? Ờ uống thử coi. Yeah, trời ơi, sao cay cháy luôn rồi. Wow, trời ơi, thì ra cái chất tím tím này là chất rất là độc luôn mọi người. Trời ơi, tôi không ngờ, vì tôi ăn tào lao thôi mà bây giờ mấy cái này ghê quá. Thôi không được, không được, bây giờ tôi phải sửa chữa sai lầm của tôi mọi người ạ. Tôi không thể để cơ thể tôi nó gì ta, nó bị bẩn như này được. Nên các bạn nhỏ cẩn thận, đừng có nhắc trước Dũng mình nha. Ăn đồ tào lao và ăn đêm quá nha, không được bệnh Dũng mình á. Trời ơi, may quá, may mà tôi gọi là đêm. Trời ơi, vậy mà lúc nào Chim cũng chửi Cai á là cái mập này nọ. Nhưng mà Chim trời, Chim còn sinh hoạt tại ăn cay nữa, không hết tính được. Trời ơi, xin lỗi được chưa, xin nhỏ, trời đất ơi, khổ quá à. Người ta dọn dẹp nè, đấy, trời. Người ta là cay là cay lo thôi, hiểu không, cay là cay lo, cay mới nói gì đó, hiểu chưa? Rồi, dạ, em biết rồi, anh cay John đẹp trai. Trời, cay dính luôn cái gì, ây da, trời ơi, dính luôn cái gì tiếp tiếp là cái là đi luôn, ây da, trời ơi. Trời ơi, không đút dễ sợ luôn á. Ôi mà cái xịt tinh tím này nó ghê quá trời quá đất luôn. Trời đất ơi, thôi, tôi phải lắp
hết cái đống này đi được các bạn ơi, ghê quá. Rồi. Cái này là chắc là do chim uống nhiều nước ngọt quá nè. Ờ đúng rồi. Trời các bạn ơi, uống nước sao? Ngọt đó các bạn ơi, uống nước ngọt á nó rất là tốt cho sức khỏe luôn, nó giúp chúng ta có năng lượng. Nhưng mà nếu mà uống nhiều quá thì cũng sẽ không tốt đâu nha mọi người. Ừ đúng rồi, bởi vì nước ngọt nó quá ngọt các bạn ơi. Đấy. Trời đất ơi, mà có còn nhiều ga nữa. Nên các bạn nhỏ đừng có uống nhiều nước ngọt nha, phải uống nhiều nước lọc nè để cho nó thanh lọc cơ thể. Đấy, rồi rồi rồi. Ồ. Trời sao cơ thể tôi như kiểu cái gì ta, cái bãi chiến trường giờ rong reo gì mà tên nhìn có hết trơn gì trời. Ghê quá à. Trời đất ơi, không biết đây là cơ thể ai chứ ai là cơ thể tôi được. Trời đất ơi, ăn gì ghê. Trời ơi, cũng xem. Đâu, trời ơi, ai ăn chứ đâu phải xin ăn đâu. Hồi hồi dọn dẹp đi nè, trời ơi. Cơ thể gì mà nhiều nước sẽ tinh tím dữ vậy trời. Ok, tôi thấy là bên này là còn một đống gọi là rong reo nữa nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, chắc dọn hết cái đống này chắc tới ngày mai luôn các bạn ơi. Nhưng không sao. Bây giờ mà vô cơ thể của cây nhiều khi còn sạch hơn cơ thể của chim á chim. À, thì ai biết gì đâu, thôi thôi không biết gì chờ, thôi dọn dẹp đi, nhiều chuyện quá. Ông đừng có bóc bóc phốt tôi trong video của ông ấy nha. À lộn, trong video của tôi. Dạ. À trời ơi, cái này là không chỉ riêng trong Minecraft đâu nha bạn ơi, mà ở ngoài đời Simi cũng ăn rất là nhiều luôn đó nha. Trời ơi, bóc thì nhiều luôn. Ai ăn nhiều, trời cái đó ăn nhiều hơn mình các bạn. U chết. Chết rồi, mình đập một gọi là tế bào của cơ thể mình rồi, không được, phải lắp lại thôi. Không là lát nữa mà tỉnh dậy. Chim ơi, tính ra cái này là đang chữa bệnh đó cho em. Bây giờ ví dụ như cai đang đập cái này đập cái kia rồi, chim có cảm giác là trong bụng mình có cái gì đó đau đau không? Không, bởi vì đây là bây giờ cai với chim thì là tâm trí suy nghĩ mà. Đấy. Ồ. Ồ. Trời đất ơi, ủa sao cái trên này nó lùng nhùng sờ tinh tím vậy? Từ từ tôi phải sửa. Ủa sao trên đây nhiều sờ tinh tím vậy? Tôi phải sửa chữa sai lầm của tôi thôi mọi người. Trời ủa sờ tinh tím nhiều quá nè. Đấy, thấy chưa? Mốt không muốn nước ngọt nữa. À đừng có lắp tới cái này. Trời ơi, không là coi chừng là tôi bị tắc nghẽn á nha. Cái lắp lại đây, rồi sao tí nữa cái mới đập. Thôi, yên tâm, bây giờ nó chạy xuống. Ơi, xin mấy cái chạy ra nhiều quá trời luôn không? Không, nó chạy xuống nó hết à. Đấy, thấy chưa? Ôi, ok các bạn ơi, hình như là cái dạ dày của mình gần như gần sạch rồi mọi người, hay quá. Ồ, cây ơi, hình như đây là dạ? Trái tim của tôi nè ông ơi. Ờ, trái tim đây nè. Cây chim lấy đó, cây chim lấy đó. Ôi, à, ok à. Ê, đừng có đạp vô trái tim tôi chứ, ông làm cái gì. Trời ơi, nhảy vô sự tình tim. Ông biết nhiệm vụ của tôi hôm nay, ông với tôi sẽ làm gì không? Làm gì? Hôm nay ông với tôi sẽ làm thử thách cắm trại trong cơ thể của mèo Simi đó. Ghê chưa? Cái gì? Cắm trại trong đây hả? Trời đất ơi, chị bị sao vậy chim? Ủa là sao? Cắm trại được mà. Trời đất ơi, bả vô dạ dày của bả để bả cắm trại luôn đấy má ơi. Trời ơi, cái gì? Nhưng mà mình cắm trại xong là mình phải dọn dẹp sạch sẽ cho mình, không có để vậy không lát nữa là coi như là trại với tôi là cuốn theo đường tiêu hóa luôn mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ gì ta, chọn bên này đi. Rồi ông chọn bên nào hả? À thì cay muốn trái tim của Sim nè. Đó, cay muốn cắm chạy với trái tim. Ôi, trời trái tim tôi đập, ông đi lên đi. Trời ơi, đi lên. Trời ơi, nhiều chuyện quá. Thôi bây giờ tôi bên này, ông bên kia, được chưa? Trời ok, mà giờ chim muốn cắm chạy gì đây? Thì cắm chạy, xe liều chạy này các kiểu. Đó, hiểu chưa? Xe liều trong dạ dày, oh my god. Đây là một ý tưởng cực kỳ là sáng tạo luôn, trời. Trời ơi, không biết coi ba đạo chúng tôi cắm chạy trong cơ thể tôi mọi người. Trời đất ơi, nghe nó xàm thật chứ. Rồi ok đó, ok. Cái lều rồi đó, cay là cay có cái lều rồi đó. Rồi bây giờ tôi phải gì ta, làm cho tôi một cái lều màu xanh biển hay là biển mọi người. Đấy. Trời ơi, chắc chưa từng ai gọi là làm cái trò đi cắm trại trong cơ thể cơ thể của mình bao giờ hết trơn. Có như tôi là người đầu tiên mọi người. Tim đấy. Là người đầu tiên làm với cái trò gì gì này tôi không biết tại sao, nhưng mình thấy nó mắc cười mọi người nên tôi làm với mọi người. Đấy đó vậy các bạn ơi, đây chỉ là game thôi nha, đó chứ không phải là ngoài đời thật nha mấy má. Trời đất ơi, đây là game thôi đó. Ok ok rồi. Ủa chúng ta có cái liều chạy nhỏ xinh xinh nè. Ủa tính ra cái đấy cũng hợp lý nhở. Ở sao mình không lấy cái liều đó ta. Mình coi cái này là tên gì đây, cái này tên là tên. Tên ok, tôi sẽ lấy cái này cho nó dễ mọi người. Đúng rồi ha. Trời ơi, sao không làm gì cho nó sang. Cây chuẩn bị có quài chim nha, chim đợi tí nha. Đợi tí. Biết rồi, bây giờ coi ai là người trang trí cái liều chạy đẹp nhất nha mọi người. Trời đất ơi, quê mùa quá. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ là trang trí cái chỗ này thành liều chạy xinh đẹp của tôi mọi người. Rồi, đầu tiên tôi sẽ cho một cái liều đây, đó. Trời ơi, sao cái liều tôi vào cái chỗ đỏ này thành một cái lồng mọi người. Gì cái nhìn nó ghê chứ. Gì mà có lồng như vậy? Nhìn đó, nó gì ta? Nó nhạt nhòa quá mọi người, nó nhạt quá trời luôn á mọi người. Trời ơi, hôm sao. Ồ, mình có cái giường ngủ tạm thời của bên Nhật Bản mọi người, các bạn nhìn nè. Đó. Úp.
Đó, hay chưa, hay chưa? Không, mình phải đặt cái hướng này nó mới đúng nè. Đây đây. Đây, Diêm ơi, cái quà cho Diêm nè, nhìn đó. Nè. Ủa, không có quà cho tôi luôn hả? Ủa gì vậy? Đó. Ủa gì vậy? Ủa mặt tôi xấu vậy? Quà cho Diêm nè, là quà cho Diêm tiếp nè. Đó. Ủa gì kìa? Ê, mặt đẹp của tôi đi hả ông nội kia? Hả? Ê từ từ khoan khoan khoan, còn cái hình này hay lắm nè Chim nè, nhìn nè, còn hình này hay lắm nè, thấy cái gì trên này gì mà. Đi ra đi ra. Trời ơi cái chỗ xinh đẹp của tôi, cái mặt xinh của tôi ông lấy ông đi lấy cái mặt cái gì chôn chôn dữ vậy? Đây okay. Trời ca chắc chắn luôn, cái hình này xinh xinh rất là thích nè, đó. đúng rồi, mình rất thích cái bé cún này, bởi vì nhìn mỗi lần mà nhìn bé cún này mình lại nhớ tay mọi người ạ. Ủa vậy ai vậy ai ai là sao Chim nói ca giống cún hả? Đi chàng luôn. Cái gì mà giống ca trời. Trời. Bảo không giống đi. Đó thấy chưa? Đây đây nè, đây là hai anh em sinh đôi này, thấy chưa? Trời đất ơi. Hai anh em sinh đôi quấn thêm bây giờ á trời. Đi ra đi ra, để tôi giữ. Thôi đi đi về trang trí chỗ công này để mấy bạn fan chấm điểm nữa. Đi 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 về đi về đi về. Lần này là vậy? Nhưng mà đang vui mà. Không đi về. Lần này tôi sẽ tặng chị bức hình cuối nè. Đâu? Ông tặng tôi bức gì? Trời ơi cái mặt đẹp của tôi mà vậy luôn đó hả? Trời tôi tức ghê á. Thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ xả cơn giận đầy sùa, chúng ta tiếp tục trang trí mọi người. Trời ơi đây là cái xương cái gì ta, cái xương sườn của tôi mọi người. Trời ơi khổ quá. Ông nội ông làm cái gì vậy? Trời ơi copy đồ. Cái lấy đồ, cái lấy đồ, cái lấy đồ, cái lấy đồ, cái không biết tên, cái không biết tên. À thật ra hồi nãy mình cũng copy của cái mọi người. Cái gì chứ copy của cái? À không có gì, không có gì hết trơn á. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trang trí, trời ơi chắc không quay ba đạo giống tôi mọi người, trang trí gì ta. Trời ơi sao đây là có cái chậu hoa mà không biết có cái đây là cái chậu hoa cho mọi người mà tôi không biết cách bỏ cái hoa bằng cách nào mọi người. Không sao, chúng ta có rất là nhiều cái khác nữa. Cái này chỉ trang trí thôi nha, cho ông không được có đập cái cơ thể tôi ra nha. Trời đập là coi như tôi nát luôn ông nội nha. Rồi ok. Ủa nhưng mà rồi ok bẹn, rồi ok bẹn. Cái này mình chỉ trang trí xong mình sẽ phá nó đi chứ mình không có đập gì trơn á. Trời ông đập, ông đập đây tôi. Mình trang trí xong rồi giờ mình cũng phá đi, vậy thì cuối cùng mình trang trí là để làm cái gì? Để mấy bạn fan chấm điểm đúng không? Đó tôi phải. Rồi ok chấm điểm luôn. Trời ơi tôi phải chia mấy bạn fan của tôi chứ đúng mấy bạn. Trời ơi tôi là trong đối với tôi là ủa, tôi sao, là ủa sao fan chim chất lượng quá vậy? Ủa sao mấy bạn fan chim tôi chim cắm trại trong cơ thể vậy, hay vậy? Ai biết đâu. Trời chứ là thật sự. Trời đất. Ui chết 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 rồi chết rồi chết rồi. Tôi lỡ đập một tế bào của cơ thể tôi rồi, chết rồi. Rồi xấu luôn. Tôi mà đập lỡ là coi như tôi lên chầu luôn á mọi người. Ok tiếp tục tôi sẽ trồng cây ở trong cơ thể tôi mọi người. Đây trời ơi cắm hai cây vô đây cho nó mát mẻ coi. Đấy ok ok. Trời ơi nhìn mấy cái hình này cưng ghê trời. Ở các bạn thấy không, cái mặt bé cún này y chang mặt cay luôn. Rồi cay dễ thương quá trời luôn. Chim trời ơi chim có thể so sánh nha, cay với ai cũng được nhưng đừng so sánh cay với bé cún chứ, what the hell. Dễ thương mà. Trời ơi, mấy bạn nào thấy tôi giống tôi thấy cay dễ thương như cún vậy á. Trời ơi. Trời gọi ok gọi vậy sim dễ thương như cún, cay sẽ so sánh ngược lại luôn. Không sao, cún dễ thương mà. Đấy, bây giờ ông bảo tôi dễ thương như bé mưa tôi cũng thích nữa. Rồi ok ok. Đúng rồi gì nữa. Ồ cái này có vẻ là cái ghế này có vẻ hợp lý hơn này mọi người. Ủa gì chặn đầu tôi vậy? Đây 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 đây. Đó, ok ok. Và tiếp theo tôi sẽ gọi là để đồ ăn trong cái chỗ này mọi người ạ. Vâng. Quá nhiều thứ trùng hợp ở đây. Trời đất ơi. Ok ok tôi sẽ có cái ban cái có cái này cho Diêm coi nè Diêm ơi. Cái chớ cái này cho Diêm coi nè, nhìn nè. Sao con người ông thú gì vậy? Cái gì cũng cho tôi coi được là hay vậy? Dạ. Đó, về đất đi. Trời ơi. Trời ơi, ai mà như ai. Đây, đây là Kayon siêu cute mụn mỉm. Trời ơi, mụn mỉm dễ sợ nhưng luôn. Nhưng mà đó chỉ là cay của bài hát chứ không chim không? Bây giờ nè, đấy. Đâu. Trời ơi, ai vậy ta? Trời ơi. Trời ơi, chị thấy ai chưa? Rồi, ủa sao chỗ tôi sao còn cắm mặt của ông không vậy? Trời ơi, hợp lý rồi, quá là hợp lý luôn. Ủa sao cái hình này, nhìn cây mặt cái gì? Ở cái hình này nó bị rộng ra, siêu cái hình này bị rộng ra. Thôi mấy ảnh này ông treo chỗ ông đi. Trời ơi, chỗ tôi, treo ảnh tôi thôi. Trời ơi, ông này cũng ảnh quá à. Thì ra là chị không thích treo ảnh cây tại phòng chim. Thì ra là như vậy. Ủa thì sao, trời phòng tôi mà. Đau lắm quá. Rồi xin thích giao cho bạn cay lắm nên cay đừng buồn nha. Trời ơi chua lắm. Rồi ok gì để cay qua cây chim mấy tấm nữa. À. Trời nói cái ông đậm luôn mọi người. Trời đất ơi. Rồi ok.
giờ tôi mấy cái chỗ cắm trại của tôi từ khi nào toàn ảnh của cây giòn, mọi người ảnh cây giòn ảnh tôi này đó chứ. Ảnh cây đông thì đẹp ơi là đẹp luôn, còn ảnh tôi nè, trời đất ơi, dễ chịu nổi không mọi người, trời ơi, chịu nổi không, trời ơi, những cái mặt nè. Ủa cái đó người ta gọi là hài hước mà chim, chim không thấy hài hước hả? Không vui, trời ơi, mặt tôi xấu như quỷ vậy á, ông vui mình ông đây. Vui bà, trời bạn nằm thấy vui đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Trời bạn nói thấy ông vui, các bạn đừng quên bình luận bên dưới, tôi biết nhà tôi là tôi không vui rồi á. Rồi ok ok, còn cái gì mà blue nữa, tôi sẽ cho nó xanh mướp mà mượp luôn mọi người. Ok, tôi sẽ để ghế sofa ở dưới gọi là trong cơ thể tôi mọi người. Để có gì xem phim mọi người. Đấy trời ơi. Đó, xem phim các kiểu. Rồi có gì mà blue thì gọi là lấy nốt luôn mọi người. Nào, có cái gì gọi blue nữa không? Đấy, để coi coi. Ở trong này có nhiều giường đẹp quá trời đúng mọi người. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình gọi là một con người gọi là người chơi hệ gọi là giường mọi người, một cái phòng mà mấy chục cái giường sao được đúng không? Đấy, đây mình sẽ chỉ gọi là vừa phải thôi chứ không có nhiều quá. Rồi ok, có ghế màu xanh nè. Rồi ok ok, chúng ta sẽ là người sưu tập ghế mọi người. Đây có tấm hình này nè, có tấm hình này là chim chắc hết nè. Đây, sao tôi nghi cái khả năng thích của Chiron gì ta? Đâu đó, nhìn đi nè, đó chim nhìn đi đó, tấm hình gọi là rất là kỷ niệm hiểu không? À, à trời ơi, cái này là tấm gọi là của mình với Kai hồi 2018 nè. Vẫn nhớ à, vẫn nhớ. Trời ơi, tháng tính là 2018 này, 2021 là gần 3 năm luôn rồi chim ơi, trời tháng 11 là 3 năm luôn rồi. Trời ơi, sao video, video này là cấm trại rồi, video thả cơm tóa đâu, không thả cơm tóa dữ vậy. Trời ơi, ông tin lắm. Ok, ngồi cây coi lại hình nè, cái đi ngồi cây coi lại hình nè. Trời đất ơi, dễ sợ. Rồi, ok, rồi, ok, coi như là của tôi là xong rồi, của ông xong chưa? Cổ cai xong từ lâu lắm rồi chú ơi. Trời ơi, tôi nói nghe, đây là cái chỗ cắm trại của tôi, ông làm với cái tiệm bảo tàng gọi là giao hình của tôi với ông nhớ gì mà toàn hình của tôi với ông vậy. Trời ơi, cái đang kiếm hình nè, cái đang kiếm hình nè. Rồi ok, để coi cái sản phẩm cuối cùng của cai do là gì nha mọi người. Wow, hai cặp đôi cơm tró, trời ơi. Cặp đôi cơm tró, cơm tró. Rồi ok ok, ok các bạn, bây giờ tôi đã cắm trại xong phần của tôi rồi, còn của ông sao? Rồi bây giờ chấm điểm của cai trước nha. Xong rồi nè. Ok, đó qua chỗ cai đi. Trời đất ơi, cái chỗ cai đỏ lè, đỏ lét luôn mọi người nè. Đây, xin giới thiệu với xem cái chỗ này của cai đó chính là cái chỗ để nhà vua người ta ngồi đây nè, ngồi uống trà không? Uống trà chán quá, qua bên đây đánh đàn răng 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 răng. Ghê. Rồi còn gì nữa, còn gì nữa nè. Đâu đâu. Đây cắm trại xong rồi đúng không? Vô đây đi ăn bữa cuối rồi sau đó đi vô đây ngủ. Quá. Wow. Trời, ê các bạn, ông này bị xám mọi người, trời cái liều chài để ở đây, mà đòi vô đây cũng một cái giường để ở ngoài mọi người. Ủa là sao má? Ủa là ủa? Ông bị xàm á. Trời ơi, cái giường để ở ngoài mà ông ngủ trong cái liệm có giường mọi người, đúng xàm luôn. Thì mọi cây người ngủ dưới đất mà, trời cây nằm dưới đất cây ngủ được luôn. Rồi ok. Ok các bạn, thì các bạn thấy cái liều chạy ở cây ron bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới cho mình biết nha. Trời ơi tức cười á. Rồi bây giờ đây giới thiệu em, giới thiệu mọi người cái liều chạy xinh đẹp của tôi đó. Ok, và tôi không hiểu sao cái liều chạy tôi toàn là ảnh bảo tàng, rất là gì ta, rất là đẹp mọi người đó. Thấy cái mặt tôi không vậy luôn đó hả? Đó, trời cái mặt tôi kìa, trời đất ơi. Đấy, đó, rất là sành điều luôn mọi người. Nó có cái chỗ chi ta ngủ hơi bị sạch luôn. Và trên này đó có buffet nha. Trời buffet nha mọi người. Trời ơi, có buffet luôn. Yeah. Ông bị giao duyên không? Tôi chưa ăn mà. Quá. Mình đây có mấy trái táo nè, chim ăn đỡ đi. Trời đất ơi, xàm dễ sợ luôn rồi. Trời bây giờ các bạn sao, bây giờ có cái dép tôi ném vô mặt cay liền mọi người. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ để phân gọi là phân thắng bại thì mình sẽ xin nhờ quyền trợ giúp của tất cả các bạn fan. Các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới, quay liều chạy của mình hay liều chạy của Chiron, ai là người đẹp hơn thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới tôi biết nha. Còn bây giờ đi về cây ơi. Trời đất ơi, à khoan, dọn dẹp đã rồi về. Trời ơi, dọn trời dẹp ơi, rồi dễ sợ, cắm trại xong giờ đi dọn. Trời ơi thì phải dọn chứ, cơ thể của tôi mà. Trời đất ơi, lỡ bị gì sao, bị gì là tôi đi gánh lên sự. Thôi đi phá đi. Trời ơi, còn bây giờ ui chết cái bào của tôi. Còn bây giờ bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày trời tốt đẹp. Bye bye. Còn bây giờ tôi bye phải bye. Đi đi phá hết mấy cái đống. Trời ơi cái gì vậy, trời cái cơ thể của tôi.